Trường 678, tình địch chân chính. Đêm lạnh, ngoài trời mưa tí tách rơi, giống như tâm tình hiện tại của cung hút. Hắn phát hiện, cảm giác lúc này của hắn quả thật là giống như là lâm vào yêu đương cháy bỏng. Nghĩ tới đây, cung hút không khỏi cảm thấy giận cả tóc gáy khắp người, nhất thời hắn bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Cơ nờ, lâm vào yêu đương cháy bỏng sao? Điên rồi sao? Hắn phát sinh tình yêu nồng đậm với một người đàn ông sao? Nhưng dù sao hắn cũng là người có tình trường ngang dọc, cũng không phải là chưa trải qua chuyện lớn gì, không có khả năng không hiểu chuyện được. Vì thế phản ứng thái quá của hắn như vậy là đang đại biểu cho cái gì đây, thật sự là làm hắn kinh hồn bạc vía mà. Không được, lại tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa hắn sẽ muốn đi mất. Hắn có muốn hay không? Có muốn thân mật hơn với Diệp ca một chút nữa hay không a? À? nếu hắn cũng cảm thấy buồn nôn giống như khi hôn đường tinh hỏa, vậy thì hắn nhất định liền có thể yên tâm. Cung hút đang xoa tay suy nghĩ lung tung, diệp quảng mãn mở miệng nói, là muốn hỏi tôi chuyện có liên quan đến mức hoa nhỏ sao? À! Cái gì? Vào lúc này cung hút cũng sớm đã đem mức hoa nhỏ của hắn bỏ qua một bên đến ngoài chính tầng mây rồi. diệp quảng mãn phát giác ra biểu hiện của cung hút có cái gì đó không đúng lắm, ánh mắt nhìn lại cung hút. Ngay tại lúc cung hút bị nhìn trầm trầm làm hắn càng thêm tâm hoảng ý loạn, ánh mắt của Diệp Quảng Quảng nhìn xéo qua, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ từ chậm rãi ngừng lại ở ven đường. Là xe của tư dạ hàng. Ánh mắt của Diệp Quảng Quảng lúc này mới từ trên người cung hút dời đi, nhìn về hướng đối diện. Chỉ thấy khi cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước ra, theo sau chính là một bóng người thanh lãnh thật cao, từ trong bóng đêm an tĩnh chậm rãi đi về hướng quầy dụ trong ngọn đèn lóa mắt từng bước từng bước đi tới trước mặt của diệp khoảng hoảng rồi đứng lại hàng thiên vũ nhìn người đi tới nhất thời con ngươi hơi co lại người bạn mà diệp bạch nói hóa ra là tư cửu tư tiên sinh lại gặp mặt nữa rồi hàng thiên vũ lên tiếng chào. vẻ mặt lãnh đạm của tư dạ hàng nhìn hàng thiên vũ rồi gật đầu một lạc thần mặc dù chỉ gặp qua tư dạ hàng một lần nhưng ấn tượng cũng khắc sâu lần đó tư dạ hàng ở trước mặt hắn cùng hàng thiên vũ hôn diệp bạch một, khi đó hắn bị dọa đến vô cùng hoảng sợ. Thấy tư dạ hàng đến, diệp quảng mãn cùng mọi người lên tiếng chào muốn rời đi, thiên vũ. Bạn của tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Được, trên đường đi chậm một chút. Lạc thần, tiểu tình đã tới chưa? Diệp quảng mãn nhìn về phía lạc thần. Lạc thần, còn 5 phút nữa. Được. Diệp quảng mãn gật đầu, nhìn về phía cung hút, cung hút, ở đây chờ tài xế qua tới, cậu uống rượu, đừng chạy xe. Cung, cung hút mất tập trung nhìn người đàn ông bên người dịp hoảng hoảng. Người đàn ông này là ai? Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ là một người xa lạ, lại để cho hắn có loại cảnh giác cùng bài xích đến từ bản năng. Một loại cảm giác rất có tính vi hiếp. Đường tinh hỏa vẫn đang một mực muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nhưng không nhịn được mở miệng nói, người đàn ông này là ai vậy? Khí thế thật là mạnh mẽ. Diệp Quảng Quảng cùng đám người hàng thiên vũ trào hỏi bắt chuyện xong sau liền cùng tư dạ hàng cùng dời đi đi về phía chiếc xe ở đối diện. Ban đêm gió có chút lạnh, Diệp Quảng Quảng đi được một nửa, trật hắt hơi một. Bên cạnh, chân mày của tư dạ hàng nhíu lên, hơi dừng chân lại. Anh cởi áo khoác màu đen to lớn trên người xuống, nhẹ nhàng khoác ở trên vai của Diệp Quảng Quảng được chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể bao bọc lại thân thể Diệp quảng quảng nhất thời cảm thấy thân thể mình thật ấm áp Diệp quảng quảng sững sờ sau đó sốt ruột nói a à. không cần cho em đâu vạn nhất anh bị cảm làm sao bây giờ nếu tư dạ hàng bị cảm thì đó cũng không phải là chuyện nhỏ hơn nữa hiện tại cô đang mặc đồ nam nha thấy Diệp quảng quảng muốn đem áo khoác trả lại cho mình tư dạ hàng đột nhiên kéo tay cô một cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá trên ngón tay của vãng vãng, chân mày của tư dạ hàng nhất thời nhíu càng thêm lợi hại, trực tiếp đem cái tay nhỏ bé kia kề sát vào trong lồng ngực ấm áp của mình. Chương 679, hai người các cậu là tên lường gạt. Sau khi thấy một màn này, cung hút giống như sấm sét đánh chúng, trợn mắt tố cáo nhìn hàng thiên vũ và lạc thần đang đứng ở một bên. Tên lường gạt. Hai người các cậu tên lường gạt. Học sức lại lừa gạt tôi không phải nói Diệp ca yêu thích là con gái sao? Hai người nói cho tôi biết. Nói cho tôi biết đây là cái gì, đây là tình huống gì? Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là có chuyện gì xảy ra a? À? Diệp Quảng Mãn đương nhiên chú ý tới phản ứng của đám người cung hút, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nếu lúc này rút tay về hậu quả không lường được, nên cuối cùng vẫn lựa chọn sáng suốt ngoan ngoãn không thay đổi. Ánh mắt của Diệp Quảng Mãn nhìn qua hướng đám người lạc thần, cung hút cách đó không xa một, sau đó thần sắc bất đắc dĩ nước mắt nhìn tư dạ hàng mở miệng nói bảo bối a à, ở trước mặt nghệ sĩ nhà em có thể cho em chút mặt mũi không mặt mũi tư dạ hàng lộ ra vẻ mặt hoài nghi sau khi suy nghĩ một chút tư dạ hàng đại khái cũng hiểu được ý của Diệp khoản bản chắc là cô sợ bị hiểu lầm không thích mình ở trước mặt người của công ty cùng cô quá thân mật ánh mắt hơi hơi âm trầm thêm vài phần cùng lúc đó bàn tay nắm lấy tay cô cũng buông lỏng Diệp Hoãn Hoãn thấy vậy, khóe môi cong lên cũng không giải thích. Một giây kế tiếp, cô trực tiếp cởi áo khoác trên người mình xuống, nhẹ nhàng ném một, khoác trở về trên người tư dạ hàng, sau đó, tháo khăn quàng trên cổ mình xuống, nghiêm túc cuốn lấy hai vòng ở trên cổ của tư dạ hàng, cười nhẹ một tiếng, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được mở miệng nói, ý của em là, cho dù có thể gây nên một ít hiểu lầm, tốt xấu gì em cũng nên là công A, nếu như bị nghệ sĩ dưới quyền ngộ nhận là thụ, cái này mất mặt cỡ nào a à? tư dạ hàng hai người đàn ông một người giữa hai lông mày đang hiện lên nụ cười lười biếng tướng mạo rõ ràng tuấn tú tuyệt đẹp như người giàu sang một người khác khí thế thánh thót như đỉnh núi trăm ngàn năm trắng ngần rõ ràng nhìn qua hoàn toàn xa lạ nhưng lại vô cùng hài hòa đứng chung với nhau tạo ra một màn đẹp như bức họa huống chi giữa hai người bọn họ còn có một loại không khí mập mờ không nói rõ được cũng không tả rõ được tỏa ra xung quanh Cách đó không xa trên mặt tất cả mọi người lạc thần, hàng thiên vũ, cung hút, Đường Tinh Hỏa đều là một vẻ mặt khó mà hình dung đầy phức tạp. Hình ảnh mới vừa rồi nếu như là một nam một nữ, đây tuyệt đối sẽ trở thành một tấn thức ăn cho chó, hình ảnh duy mỹ ấm áp. Nhưng bây giờ, là hai cái đại nam nhân, cái này có phải có, chỗ nào không đúng hay không a? À? Đường Tinh Hỏa nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí lại gần mở miệng, "Ai, người đàn ông kia là ai vậy?" cùng Diệp ca có quan hệ như thế nào thế? Tại sao tôi cảm giác giữa hai người họ? Không đúng lắm. Chẳng lẽ? Cảm giác của tôi bị sai à? Cung hút trực tiếp nổi điên lên, như gió lốc vọt tới trước mặt hàng thiên vũ cùng lạc thần, cái này chính là điều mà các cậu nói Diệp ca thích con gái sao? Hàng thiên vũ cùng lạc thần liếc nhau một. Sau đó, lạc thần mở miệng, có vấn đề gì sao? Cung hút trên trán nổi lên gân xanh, cậu còn hỏi tôi có vấn đề gì mới vừa rồi chính cậu không thấy sao lạc thần một mặt thờ ơ thấy được thì đã có sao chẳng qua chỉ là điều rất bình thường giữa bạn bè sống chung với nhau mà thôi đối với lạc thần đã từng tận mắt nhìn qua cảnh diệt quảng quảng đem tư dạ hàng đụng ngã ở trên ghế xa lon một màn kia mà nói chuyện mới vừa mới xảy ra bất quá chỉ là cởi áo sờ tay một mà thôi đối với lạc thần mà nói đương nhiên bình thường rất bình thường cậu con mẹ nó là mù mắt sao? Cung hút gầm thét, vừa nhìn về phía hàng thiên vũ, thiên vũ ca, anh cũng cảm thấy bình thường sao? Hàng thiên vũ sờ lỗ mũi một đáp, hẳn là. Không có cái gì đi. Dù sao. Hàng thiên vũ so với lạc thần hiểu biết rộng hơn, chính hắn đã thấy qua tư cửu còn thân mật với diệp bạch hơn nữa kìa. Cuối cùng, chỉ còn lại có cung hút, cả người đều hỗn loạn muốn điên. chương 680, nhất định là có mờ ám. Xe chạy trên đường vô cùng bằng phẳng, nhưng tâm tình của cung hút lại giống như ngồi trên tàu lượng siêu tốc. Trên ghế sau, cung hút gần như sụp đổ đang lầm bầm lầu bầu, xích. Chẳng lẽ sai thật sự là tôi sao? Là tôi nghĩ quá nhiều. Tiểu ra ba tuổi đã bắt đầu ngang dọc trong giới tình trường, làm sao có thể có chuyện phán đoán sai lầm được. Diệp ca cùng cái tên mặt liệt đó nhất định là có mờ ám. Đúng, nhất định có vấn đề. Đường tinh hỏa ngồi dán chặt vào góc cửa sổ xe, yếu ớt mà mở miệng nói, tôi có thể nói một câu không? Cung hút tức giận nhìn hắn một, có dám mau thả. Đường tinh hỏa mở miệng, tôi chính là muốn nói, dịp ca thích đàn ông hay ưa thích phụ nữ, cùng cậu có quan hệ gì đâu. Cậu hoàn toàn không cần phải. Không cần phải cuốn quyết như vậy a. À. Trong nháy mắt đường hỏa tinh vừa dứt tiếng, sắc mặt của cung hút nhất thời cứng đờ không sai giới tính của diệp bạch cùng hắn có quan hệ gì chứ hắn tại sao phải để bụng như thế cung hút cố gắng tự nói với mình hắn không có chút nào để ý có điều hắn để ý bởi vì diệp bạch là anh trai của mức hoa quả cho nên mới quan tâm kỹ càng một chút nhưng trong đầu cũng không ngừng hiện ra hình ảnh tối nay diệp bạch thay người đàn ông kia mặc áo đeo khăn quàng vẻ mặt lúc diệp bạch nhìn người đàn ông kia đường tinh hỏa liếc nhìn vẻ mặt của cung hút lầu bầu mở miệng, trừ phi. Cậu, thực sự công rồi. Cung hút thấp giọng hỏi lại, trừ phi tôi cái gì? Đường tinh hỏa nào dám nói sự thật, lắc đầu liên tục, khẩu khí kiên quyết nói, không có. Không có cái gì? Ánh mắt của cung hút âm u một mực nhìn trầm trầm đường tinh hỏa. Tầm mắt giống như tia ít quang. Đường tinh hỏa bị nhìn chăm chú đến sợ hãi, kinh hoảng bưng kín miệng của mình. Không phải chứ? chẳng lẽ hắn còn muốn tới một lần nữa sao tài xế dừng xe dừng xe tôi muốn xuống xe a vốn là hắn chuẩn bị tối nay đi đến biệt thự của cung hút ở nhưng hiện tại nhìn tình huống này cùng hắn ở chung một chỗ thật sự là quá nguy hiểm xe rốt cuộc cũng chạy đến biệt thự gần đó đường tinh hỏa lập tức cấp cáp vội vàng đi xuống kết quả vừa muốn xuống xe đột nhiên phát hiện tình huống trước mặt có cái gì đó không đúng bên ngoài biệt thự đông nghiệp người tập trung bu đầy. Có vô số phóng viên từ các tạp chí khác nhau, còn có vô số người kéo biểu ngữ có đèn led. Trên biểu ngữ viết rõ ràng, cung hút quốc gia khỏi giới giải trí, cung hút nói xin lỗi với lăng thiếu chiếc. Xe của cung hút mới vừa xuất hiện tại tầm mắt của mọi người, cửa sổ xe liền bắt đầu dầm 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 vang lên, không ngừng có hột gà thúi cùng dao héo đập tới về phía xe. Tối nay tâm tình của cung hút vốn là không được tốt lắm, vào lúc này càng thêm phiền não, tờ mờ rờ. Tiểu ra ta mới mua chiếc xe thể thao này. Đường tinh hỏa cao mày, biệt thự này của cậu trừ mấy người quen, không có ai biết đến. Là ai tiết lộ tin tức? Còn có thể là ai? Cung hút hừ lạnh một tiếng. Tóm lại trước tiên tránh đi đã. Đường tinh hỏa mở miệng nói. Sau khi vạn sang sang phát quay bộ đến bây giờ, thời gian cũng chỉ mới mấy tiếng ngắn ngủi, nhưng sự kiện đã ầm ĩ toàn bộ mọi người ai cũng đều biết, truyền thông cũng bắt đầu ra nhập hàng ngũ truy tìm, đem vấn đề nhạy cảm đức hạnh của nghệ sĩ cùng giai cấp xã hội đưa lên. Mặc dù bối cảnh của cung hút quá cứng, thế nhưng nếu như ảnh hưởng quá tồi tệ, phía trên ban ngành liên quan nhúng tay vào, sự tình liền khó giải quyết. Nếu như lại ầm ĩ lớn thêm nữa. Lần này cung hút thậm chí có khả năng bị đuổi ra khỏi giới đường tinh hỏa đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn truyền thông cùng đám phan điên cuồng nói, cung hút, lần này chuyện cậu làm đúng là có chút quá mức, tôi thấy cậu vẫn nên nói lời xin lỗi đi, nếu không làm lớn lên, hậu quả sợ là không thể cứu vãn được nữa. Chương 681, không dựa theo lẽ thường làm. Trên ghế tài xế, tiểu trợ lý đông tử nửa bước khó khăn, đang bể đầu sức chán nghĩ biện pháp thoát khỏi, đường tinh hỏa chính là tiếp tục mở miệng tận tình khuyên nhủ cung hút, không phải là tôi nói chuyện theo phán đoán, lần này Hoàng Thiên rõ ràng muốn làm khó cậu. Nửa số người của giới giải trí đều chuyển đi, sự tình hiện tại càng ầm ĩ càng lớn, cậu. Đại ra cậu, xe thể thao này tiểu ra tôi đợi đã hơn một năm, 900 mã lực, trăm cây số ra tốc 2,8 giây, giới hạn cực nhanh 350 km h tốc độ cao nhất giờ 384 km h kính này quả thực là tác phẩm nghệ thuật có bản lĩnh lại đập tiểu bảo bối của tôi thử xem. Đệt. Còn đập. Tiểu ra liều mạng với các người. Đường tinh hỏa bên cạnh mặt sụp đổ, tổ tông à, cậu có nghe lời tôi nói hay không a? À? Trọng điểm chú ý của cậu rốt cuộc ở nơi nào a? À? Ai ai ai, đừng, cậu đừng xuống xe a. À? Cung hút cậu điên rồi. Đường tinh hỏa căn bản không ngăn được, cho mắt nhìn cung hút dưới tình huống như vậy, lại trực tiếp xuống xe. Cung hút vừa xuống xe, quả thật giống như rót nước lạnh vào trong trảo dầu, truyền thông nhất thời cùng điên rồi một dạng dâng lên, liên tiếp vấn đề này vấn đề kia giống như mưa đá đổ ập xuống đập xuống. Phóng viên, cung hút. Liên quan tới sự việc anh ở đoàn kịch đùa bẩn, đổ cà phê lên đồ hiệu trên người lăng thiếu chiếc, xin hỏi anh thấy thế nào? Cung hút hất cầm, nâng gương mặt tinh xảo tuấn Mỹ ngông cường lên, không sai, tiểu ra ta chính là so với hắn lăng thiếu chiếc hàng hiệu. Phóng viên, anh ỷ thế hiếp người như vậy chẳng lẽ không cảm thấy quá đáng sao cung hút nhếch mép cười lạnh tiểu ra chính là ỷ thế hiếp người đấy anh cắn tôi à phóng viên thái độ kia của anh là biểu thị không xin lỗi lăng thiếu chiếc cung hút chân mày cau lại ha xin lỗi lăng thiếu chiếc thằng ngu kia tiểu ra thấy hắn một lần hắt hắn một lần có gan gọi hắn đi ra cùng tiểu ra một mình đấu nghe được lời này của cung hút Phan cùng người đi đường vây xem tất cả đều bùng nổ, tinh thần quần chúng xúc động mà vọt tới, cung hút ta tơ mơ rờ anh. Anh tên bại hoại này. U nhọt. Cúc ra khỏi giới giải trí. Cung hút chân mày tao lại, dung dung góc áo, ôi trao, tới A, à, ai đập, liền hướng nơi này đập, quần áo tiểu gia đang mặc này cũng không phải là hàng rẻ tiền trên người lăng thiếu chiếc, một tấm vải đều đáng giá một triệu, các người cứ việc đập. Đến A. À đến đến đường tinh hỏa Đông Tử hai người sinh không thể mến mà nhìn cung hút một mình đâm đầu vào trong đám người sau đó bắt đầu thả mình tự bay theo tôi hiểu nghĩa là tự do làm theo ý mình Đông tử gấp đến độ sắp khóc Tinh ca lần này phải làm sao bây giờ a à? anh nhanh giúp đỡ cản một chút đi không thể để cho hút ca tiếp tục làm loạn như vậy a à? đường tinh hỏa nhìn người trước mặt một mình tranh cãi quần hùng quán giận trời đất nhìn cung hút cậu cho là tôi ngăn được. Mỗi lần phụ trách theo cung hút phóng viên vui vẻ nhất rồi, bởi vì, mãi mãi cũng không thiếu tin cùng đề tài bùng nổ, quản đủ. Không cần suy nghĩ, đều có thể đoán được tựa đề bác quái ngày mai hấp dẫn nhất sẽ là cái gì rồi. Đường tinh hỏa chen vào trong đám người, dốc hết sức mới đem cung hút kéo ra ngoài, tổ tông, đủ rồi đủ rồi, đừng chửi nữa. Dựa vào cái gì? Trừ phi bọn họ đem xe tôi lau sạch cung hút tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ xe thể thao bảo bối của mình. Đường tinh hỏa cắn răng, mẹ nhà nó, tôi tìm người tới lau cho cậu được không? Mau vào đi có được hay không? Cung hút dứt khoát hẳn hoi hướng về người trước vừa đứng, không được. Ai đập thì con mẹ lau cho tiểu ra. Ngày hôm sau còn chưa lau sạch, ai con mẹ nó cũng không cho đi. Tiểu ra tôi cùng các người không xong. Mọi người. Các minh tinh gặp phải loại tình huống bị vây chặt này, tất cả đều là hết sức lo sợ, chỉ mong vội vàng né tránh, cung hút ngược lại rất tốt, lại ngăn không cho truyền thông bọn hắn đi. Hoàn toàn không dựa theo bình thường làm. Quả thực là một đóa hoa kỳ lạ của giới giải trí. Chương 682, Diệp Tim rối loạn tiết tấu. Chẳng qua chỉ là tắm một chút, điện thoại di động của Diệp khoảng Mãn thiếu chút nữa bị vô số tin tức làm cho đơ máy. Mở ra trong đó một link, lập tức phát ra một video trong video hình ảnh lung lay tiếng người huyên náo tình cảnh hỗn loạn trong đám người đông nghẹt cung hút một thân sáng chói áo khoác màu lam đặc biệt nổi bật không sai tiểu ra tôi chính là so với hắn lăng thiếu chiếc hàng hiệu tiểu ra chính là ý thế hiếp người đấy anh cắn tôi à ôi trao tới a à, tới đập liền hướng nơi này đập đến đến hôm nay ai con mẹ nó cũng không cho đi nghe được một câu cuối cùng Diệp Quảng Quảng hơi có chút dở khóc dở cười. Gặp phải truyền thông không vội vàng tránh, ngược lại giống ác bá trận truyền thông không cho bọn họ đi, toàn bộ giới giải trí trừ cung hút, sợ là không tìm được người thứ hai. Chuông điện thoại di động giống như đòi mạng vang lên, là điện thoại của đông tử trợ lý cung hút. Diệp Quảng Quảng nhận điện thoại, alo. Đông tử giọng đã sắp khóc, Diệp ca, thật xin lỗi, mới vừa rồi ở cửa gặp phải truyền thông cùng phan, tôi không coi trừng cung hút, cung hút anh ấy, Diệp Quảng ngoãn mở miệng, tôi đã thấy. Đông tử, Diệp ca. Hiện tại phải làm sao bây giờ a? À? Tôi quả thực không ngăn được anh ấy. Tình huống này hoàn toàn như Diệp Quảng ngoãn đã đoán trước, không có việc gì, đi theo cậu ta đi. Đông tử nghe vậy sửng sốt một chút, à. Đi theo cậu ta đi. Cái này sao có thể được? Diệp ca anh xác định sao? Vậy cậu ngăn được. Diệp Quảng ngoãn hỏi ngược lại đông tử nhất thời nghẹn một, ngăn. Không ngăn được. Diệp hoảng hoảng, cho nên, còn có vấn đề sao? Đông tử, không có. Đông tử một mặt mộng bức cúp điện thoại. Đến cùng là mình đã gặp loại cấp trên gì a? À? Vì sao một người so với một người đều không làm theo bình thường? Diệp quảng quảng xem trang web, hiện tại tất cả ùng ùng kéo đến đều là bác quái cùng tin tức có liên quan đến cung hút giới giải trí có thể làm được hiện tượng tàn sát bản người đáng sợ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay cung hút tính cách quá đặc biệt cho nên từ xuất đạo tới nay cậu ta liền một mực đều là đề tài chi vương tiêu điểm trong đám người cậu ta là trời sinh minh tinh như vậy tính cách khoe khoang nếu như không có thêm khống chế cùng dẫn rắc đối với cậu ta mà nói là chí mạng giống như bây giờ nhưng là chỉ cần giao tiếp thích đáng ngày sau toàn bộ giới giải trí không có người nào nhân khí, lưu lượng, cùng độ đề tài có thể sánh với cậu ta, cung hút sẽ là nhân khí chi vương. Vốn là chuyện thu nhận cung hút chỉ là ngoài ý muốn, bây giờ đối với khiêu chiến này, cô ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Sáng ngày thứ hai, truyền thông quan diệu, trong phòng làm việc của Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng xử lý chuyện công một hồi có chút mệt mỏi, nghiêng một tay chống đỡ đầu, đang dựa vào trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, cửa phòng làm việc phanh một tiếng bị người đẩy ra, cung hút hấp tấp vọt vào, đông tử lão đảo theo ở phía sau, hút ca, anh chậm một chút, chậm một chút a, à. mẹ nó, tôi muốn lăng thiếu chiết ra khỏi giới, sau đó giới giải trí có hắn ta không có tôi, có tôi không có hắn ta, diệp ca, anh lập tức giúp tôi nói với cấp trên, tôi muốn đuổi lăng thiếu chiết ra khỏi giới giải trí, lão hổ không phát huy hắn ta con mẹ nó tưởng tôi là mèo bệnh đúng không? Lại dám cưỡi trên đầu tôi. Muốn chơi đúng không? Tiểu ra tôi chơi chết. Cung hút đùng đùng cùng pháo nổ một dạng, nói đến đây, đột nhiên thấy được chàng trai đang dựa trên ghế salon nghỉ ngơi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua sông chấn rơi vào, nhảy trên gương mặt an tĩnh tốt đẹp của chàng trai. Trong nháy mắt liền khiến anh ta yên tĩnh lại. Phù phù. Phù phù nhịp tim lại bắt đầu rối loạn tiết tấu. Tê đê. Nhảy nhót nhảy nhót. Không xong rồi đúng không? Không được, hôm nay nhất định phải cấm dứt. Cậu ta muốn chứng minh mình tuyệt đối không công. Trường 683, cho tôi hôn anh một. Cung hút như tên trộm, nhích tới gần chàng trai trên ghế salon. Chỉ cần. Chỉ cần mình thử một chút. Là được rồi. Nhưng mà, trong nháy mắt ngay lúc cậu ta đến gần, Diệp Quảng Quảng đột nhiên mở mắt. Cung hút lập tức vèo một đứng thẳng người, Diệp. Diệp ca. Diệp Quảng Quảng để văn kiện trong tay xuống. Đưa mắt tới ghế salon bên cạnh, tới rồi, ngồi xuống nói. Cung hút không nhúc nhích, mà đứng yên tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Diệp ca, tôi có một yêu cầu, xin anh cần phải đáp ứng tôi. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, yêu cầu gì? Cung hút nói năng có khí phách mở miệng, tôi có thể hay không hôn anh một. Một bên đông tử. Mẹ nó. Tôi con mẹ nó vừa mới nghe được cái gì. Lỗ tai của tôi đại khái là điếc rồi. Diệp quảng mãn nghe vậy, đuôi mắt khẽ nhíu một, đáy mắt xẹt qua một vệt sáng nguy hiểm, tự tiếu phi tiếu nhìn cung hút ở đối diện, chậm rãi mở miệng nói, cậu muốn tìm chết. Cung hút nhất thời cảm giác biêu một tiếng, giống như có một mũi tên cupid bắn vào trong trái tim của mình, che ngực gào thét bi thương lên tiếng, gào. Diệp Ca, anh đừng như vậy, đừng có dùng loại biểu tình này nhìn tôi a, à. đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với tôi. Quả thật là quá, quá phạm quy rồi. Diệp Ca dung mạo anh cùng mức hoa nhỏ thật sự là quá giống, tôi nhìn thấy anh, không cẩn thận một chút liền đem anh trở thành mức hoa quả nhỏ, cảm giác mình cũng sắp công rồi. Đông Tử, công, công rồi hả? tôi thật giống muốn biết cái gì không thể sự tình. Nghệ sĩ nhà mình còn có thể càng không có liêm sĩ một chút sao. Cung hút chính ở chỗ này nghĩ linh tinh, cũng còn khá tôi tối hôm qua hôn đường tinh hỏa một, làm tôi chán ghét muốn chết, chứng minh tôi còn thẳng A, nhưng là, dịp ca, tôi vừa thấy được an chính là như nai vàng ngơ ngác. Một chút cũng không có tác dụng. Chỉ cần anh để cho tôi hôn anh một, nếu là chán ghét, tôi đây an tâm. Dịp hoảng hoảng đột nhiên có chút đồng cảm với đường tinh hỏa. Cung hút cố gắng trả giá, vậy. Cái kia dịp ca xin anh thương xót a, à, cho tôi thấy mức hoa quả nhỏ một lần mà. Thấy mức hoa quả nhỏ, tôi khẳng định sẽ không sinh ra loại ảo giác này rồi. Dịp quảng ngoãn đang muốn mở miệng. Tiếng gõ cửa vang lên, dịp tổng thanh tra, hút ca, thời gian học đến rồi. Dịp quảng ngoãn, biết rồi, lập tức đến. Dịp quảng ngoãn nói xong, thờ ơi nhìn cung hút một, muốn tôi đồng ý yêu cầu của cậu. Cung hút con mắt ống ánh, gật đầu liên tục. Diệp quảng mãn đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, viết cậu ta một, được a, à, chỉ cần, hai chân cậu đủ cứng. Nói bóng gió, không sợ chân bị cắt đứt thì bàn tiếp. Trong phòng học, tất cả cao tầng của truyền thông quan diệu đều có mặt. Ở vị trí chính giữa trên chính là Tổng Giám đốc Dương Tiến Nguyên, bên tay trái vị trí một, hai chính là Diệp Quảng mãn cùng Cung Hút. Dương Tiến Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, bộ phận Tia rốt cuộc là làm việc thế nào, đến bây giờ chuyện này còn chưa đè xuống được, ngược lại còn càng náo càng lớn. Tổng thanh tra bộ phận Tia một mặt ai oán, len lén liếc cung hút bộ dạng giống đại gia gác chân ngồi ở chỗ đó. Dương tổng, chúng ta ép xuống, xóa topic, khống chế sự việc, nên làm tất cả đều làm. Nhưng mà, nhưng mà cung hút cậu ta một đêm hôm qua, đều không ngừng ở trên Weibo cùng bạn trên mạng mắng nhau. Thật sự là không đè xuống được a. À? Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đối thủ giống như heo. Bọn họ bên này nhọc nhằn khổ sở thật vất vả đè xuống một chút. Cung hút lại là người đầu tiên gửi bình luận, tăng độ nóng cho cuộc khẩu chiến, bọn họ quả thật là sắp muốn điên rồi được không? Chương 684, lá gan thật lớn mà. Gặp phải chuyện như vậy, người trong cuộc có ai không phải là ngoan ngoãn nói một câu không dám nói lung tung, tất cả đều nghe theo công ty sắp xếp nhưng cung hút lại trực tiếp mở ra các loại bài trên Weibo, hơn nữa anh ta cãi lại cây độc không biết kéo nhiều oán hận mỗi lần cung hút vừa có chuyện toàn bộ bộ phận tia tâm tình liền so với cha mẹ chết còn trầm trọng hơn dương tiến nguyên dĩ nhiên biết nguyên nhân nhưng ông ta cũng không có cách nào với cung hút chỉ có thể vỗ bàn mắng cấp dưới cái tôi muốn bây giờ không phải là mượn cớ cùng lý do mà là phương thức giải quyết Tổng thanh tra bộ phận PA nơm nớp lo sợ mở miệng. Hiện tại, phương pháp duy nhất có thể hạ thấp ảnh hưởng chỉ có cung hút đi ra nói xin lỗi, sau đó chờ mọi chuyện từ từ đi xuống. Cung hút nghe vậy, nhất thời đỉnh lông mày dương lên, thả chân xuống, chậm dãi đứng lên, đi tới chỗ tổng thanh tra bộ phận PA. Ô hô, tổng thanh tra phương, lá gan thật lớn nha. Ông mới vừa nói cái gì, để cho tiểu ra làm cái gì? Lặp lại lần nữa, hử. Tổng thanh tra Phương Nhất Thời kêu dên, dịp dịp dịp. Dịp tổng thanh tra. Cứu mạng A. À. Dịp quảng quảng ánh mắt liếc qua cảnh cáo nhìn cung hút. Cung hút hừ lạnh một tiếng, không cam tâm mà lui về. Tổng thanh tra Phương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, không ngừng mà lau mồ hôi lạnh, này việc xấu đúng là không có cách nào làm. Dương Tiến Nguyên nhìn dịp quảng quảng một mực không lên tiếng nãy giờ, dịp tổng thanh tra, cậu là người đại diện của cung hút, ý của cậu thế nào? Vẻ mặt của Diệp Quảng Vãn nhàn nhạt, thần sắc không thay đổi mở miệng, "Ý của tôi, trước đã nói qua cùng Dương tổng, tôi cho là chuyện này Cung hút cũng không sai." Cung hút tâm tình vốn là vô cùng nóng nảy. Nghe được câu này, nhất thời khí thuận không ít. Toàn bộ công ty quả nhiên chỉ có Diệp ca hiểu biết, cái khác tất cả đều là một đám ngu ngốc, thấy thái độ này của Diệp Quảng Vãn, Dương Tiến Nguyên nhất thời nhíu mày, hiển nhiên cũng không hài lòng. "Bất quá" Đối với thái độ của Diệp Hoảng Hoảng, ông ta cũng có thể lý giải. Lấy tính tình của Cung Húc, Diệp Bạch cũng chỉ có thể thuận theo cậu ta. Dương Tiến Nguyên không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt nghiêm túc nhìn Cung Húc mở miệng nói, Cung Húc, chuyện lần này ảnh hưởng quá tồi tệ, đã kinh động đến bộ văn hóa, gọi điện thoại đến tổng công ty. Chữ tổng đã nói, công ty bên này nhất định phải nói rõ, nếu như cậu cố ý không phối hợp, công ty cũng chỉ có thể làm da trọn lựa rồi đôi mắt cung hút nhất thời hơi nheo lại, uy hiếp tôi. Dương Tiến Nguyên lạnh mặt nói, cung hút, đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Ba ngày sau, công ty sẽ tổ chức buổi họp báo với phóng viên, nếu như đến lúc đó cậu không dự họp nói xin lỗi, như thế thật xin lỗi, công ty chỉ có thể tạm ngừng tất cả hoạt động của cậu. Cung hút nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thái độ Dương Tiến Nguyên không đúng. Ai cho ông ta dũng khí, để ông ta đột nhiên dám cứng rắn như thế tức giận nói chuyện với mình. Thậm chí mơ hồ bi hiếp muốn mình ra khỏi giới giải trí. Trừ phi, hậu đài người đứng sau của mình xảy ra vấn đề. Cung hút đang nghĩ như thế, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của cậu ta vang lên là điện thoại nhà. Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, cung hút nhất thời có dự cảm không tốt. Alo, làm gì? Thằng nhóc con, lập tức trở về một chuyến cho ta. Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh tra ẩn chứa tức giận, nói xong liền, ba, một tiếng cúp điện thoại. Cung hút khẽ nguyền rủ một tiếng, mẹ kiếp, ông già quả nhiên nhúng tay vào. Một tiếng âm thanh chói tai vang lên. Cung hút trợt đẩy ghế sau lưng ra, đứng lên, thích mở họp báo hay không tùy ông. mươi 685, chín con dòng đều kéo không trở lại. Cung hút không nể mặt dương tiếng nguyên chút nào, trực tiếp đạp cửa rời đi bên trong phòng học một hồi lúng túng ngưng tụ trong toàn bộ công ty trừ diệp bạch cung hút thật đúng là không cho bất luận kẻ nào mặt mũi ngay cả chữ hồng quang cũng không ngoại lệ nghĩ như vậy dương tiến nguyên mới cân bằng một chút tan học đi bộ phận pa đừng buông lỏng tiếp tục nhìn chăm chú cho tôi đừng để cho sự tình lại tăng thêm dương tiến nguyên dặn dò đêm khuya trong một phòng bao vip của quán bar nào đó một đám nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên đang tụ họp cùng loạn, mọi người vây ở một chỗ nhìn có chút hả hê bàn luận, ha ha ha, lần này tiểu tử cung hút kia còn không chết. Một người một ngụm nước miếng đều có thể phun chết hắn. Hậu đài cung hút còn bày ở nơi đó, sợ là không dễ như vậy chơi ngã được hắn chứ. Có người đưa ra nghi ngờ. Có người biết chuyện lập tức thần thần bí bí mà mở miệng nói, cậu đây cũng không biết, cung gia có ba con trai đấy, cung hút xếp hạng lão nhị, là người không được sủng ái nhất đó. Chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, cổ phiếu cung gia đều chịu ảnh hưởng. Tôi mới vừa nhận được tin tức mới nhất, hiện tại cung hút đã bị trong nhà cấm túc, tất cả nguồn kinh tế đều cắt đứt, còn có thể bị đầy đến một công ty chi nhánh nhỏ ở nước ngoài. Anh ta a, à, ngày tốt chấm dứt. Ha ha, tôi đã nói rồi, cái tên này sớm muộn cũng sẽ tự hại chết mình. Vạn Sang Sang ngồi ở bên cạnh của Lăng Thiếu Chiết, chất dụ cho anh ta, mặt đầy dữ cật mở miệng nói. Quan Diệu bên kia đã phát ra tuyên bố, nói ba ngày sau tổ chức buổi họp báo với phóng viên, sách, thời điểm lúc trước ở đoàn kịch nhiều phách lối A, à, hiện tại không còn chỗ dựa trong nhà. Còn không phải là phải ngoan ngoãn xin lỗi anh sao? Đúng thế. Lại còn muốn cùng thiếu chiếc của chúng ta so sánh với nhau, cùng thiếu chiếc so đo vị trí, thật là không cần mặt mũi, nếu không phải là trong nhà có chút tiền dơ bẩn kia, anh ta nhầm nhò gì? Nghe mọi người nói chuyện, Lăng thiếu chiếc vẻ mặt thích ý ngồi dựa ở trên ghế salon, vừa nghĩ tới cung hút ngày thường luôn vượt qua mình nay lại phải cúi đầu xin lỗi, tâm tình liền tương đối sung sướng. Chuyện lần này không chỉ hung hăng dẫm đạp cung hút một, đồng thời bởi vì phan phẫn nộ, người đi đường đồng cảm, nhân khí của anh ta có thể nói là tăng vọt. Nhắc tới, ly cà phê này thật sự là bị hắt quá đáng giá. Cung hút từ sau khi trở về liền mất tin tức. Sau đó là đường tinh hỏa ra mặt đi tìm dịp quảng quảng, Lạc thần những ngày qua cũng một mực vì chuyện này mà cuốn cuồng. Lúc vạn sang sang mới vừa gây ồn ào, lạc thần lập tức phát quay bộ giải thích ngọn nguồn. Bất đắc dĩ căn bản không có người tin tưởng lời mình nói. Đường tinh hỏa than thở, Diệp ca, anh thực sự hoàn toàn mặc kệ cậu ta sao? Diệp quảng bản lẳng lặng nhìn đường tinh hỏa một, không trả lời, mà là mở miệng hỏi một câu, cậu hiểu được bên trong cung hút là người thế nào? Đường tinh hỏa ho nhẹ một tiếng, sau đó, thành thật trả lời, a, à, hiểu cậu ấy một chút, cậu ấy là có thể như trời, hoàn toàn thả bay bản thân, chính con dòng đều kéo không trở lại, đánh chết cũng sẽ không nhận, lão tử chính là muốn hung hăng đến cùng, thẳng lên chính vạn dặm. Diệp Hoảng ngoãn khẽ cười một tiếng, như lời cậu nói. Cô đến nay không ra tay, một mặt là bởi vì cần phải đợi thời cơ, mặt khác cũng là bởi vì, cung hút cùng lạc thần không giống, tính cách của cậu ta căn bản không thể nghiệm. Muốn dùng phương pháp thông thường đi dàn buộc cung hút, là chuyện không thể nào. Diệp khoản ngoãn mở miệng. Đường tinh hỏa nhức đầu không thôi nói, đạo lý này tôi cũng hiểu được. Vậy, cái kia dịp ca anh nói nên làm như thế nào à? Tình huống bây giờ rất không xong, cung hút hoàn toàn cùng trong nhà cãi nhau, trước tính tình của cậu ta ngang ngược càng quấy, không cần nghĩ cũng biết hiện tại nhất định là tường đổ mọi người đẩy, nếu như tiếp tục mặc kệ cậu ta như vậy ngày mai buổi họp báo với phóng viên khẳng định đến quậy phá. Chương 686, đại ca, anh bỏ qua cho tôi đi. Đường tinh hỏa đang muốn hỏi Diệp Quảng Quảng hiện tại nên làm gì, thì lạc thần ở một bên đột nhiên vẻ mặt đầy lo lắng nhìn trầm trầm điện thoại di động mở miệng nói, Diệp ca. Không xong rồi, cung hút lại phát quê bồ rồi. Vừa nghe đến chuyện cung hút phát quê bồ, đường tinh hỏa cắn chặt răng, đệt. Cái người kia cậu ta lại phát gì nữa vậy? đường tinh hỏa vội vàng mở ra trang chính của cung húc, sau đó liền thấy cung húc gửi cho đám phóng viên có mặt trong buổi họp báo tại quan diệu nói là cậu ta sẽ cho mọi người một câu trả lời trên Weibo, sau đó đáp lại một câu nói xin lỗi đại gia ngươi a, giơ ngón giữa lên, ha ha, quan diệu lại dám ép buộc cung húc, đơn phương mượn cớ tuyên bố muốn tổ chức buổi họp báo có mặt phóng viên, nói đến lúc đó cậu ấy sẽ xin lỗi. Nếu có chuyện đó xảy ra thì cung hút thực sự dám đem toàn bộ mặt mũi của quan diệu làm cho mất hết. Sắc mặt của đường tinh hỏa quả thật là đen như đáy nồi, mẹ kiếp, cái tên này. Im lặng một chút sẽ chết sao? Trước khi tới đây tôi con mịa nó còn cảnh cáo cậu ấy mà. Diệp quảng quảng ngồi dựa ở trên ghế salon, đưa mắt nhìn đoạn weibo bộ mà cung hút mới đăng lên, khóe miệng không dễ dàng phát giác công lên. Sau đó, cô nhẹ nhàng đánh vài chữ, ấn xuống gửi, trên đó viết mấy chữ, tôi ủng hộ cậu. Đường tinh hỏa cho mắt nhìn Diệp Bạch không chỉ không đưa ra lời khuyên giải, lại còn đăng thêm bình luận của mình lên Weibo. Như thêm dầu vào lửa tỏ ý ủng hộ cung hút, con ngươi cũng trừng sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Mẹ nó! Diệp Bạch có phải là bị cung hút lây bệnh rồi hay không a? À? Ta đi! Diệp ca! Anh đang làm gì vậy? Được được được, anh nói không thể dùng phương pháp thông thường dàn buộc cung hút tôi hiểu, chẳng lẽ phương pháp thông thường mà anh nói chính là cùng cậu ấy cùng tiếng cùng lùi hả? Đường Tinh hỏa đang tan vỡ, kết quả, một giây kế tiếp, anh ta lại thấy hiện ra một quy bộ mới nhất. Đứng ở bên cạnh mình Lạc Thần, theo sau Diệp Quảng Quảng gửi lời bình luận, viết bốn chữ, tôi ủng hộ anh. Lạc Thần cầm điện thoại di động, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, ánh mắt không có chút nào dao động. Mặc dù cậu không biết kế hoạch của Diệp Quảng Quảng là cái gì, nhưng bất luận cô muốn làm cái gì, cậu cũng đi theo, không hỏi nguyên do. Đường tinh hỏa. Anh ta cái gì đều không muốn nói nữa rồi. Đảo mắt đã đến buổi họp báo phóng viên ngày hôm đó. Trải qua mấy ngày, nhiệt độ của chuyện này đã nóng đến cực điểm, phóng viên ở hiện trường buổi họp báo trang lớn nhau, tất cả truyền thông lớn nhỏ không có một nơi nào vắng mặt. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, cung hút đúng hẹn xuất hiện, hơn nữa còn khó được dịp không đến trễ. Nếu như đổi thành người khác, vào lúc này đoán trừng đã bị hành hạ đến tiều tụy không chịu nổi, còn coi như không tiều tụy, cũng nhất định cả người mặc quần áo đen, làm ra bộ dáng tiều tụy. Nhưng mà, mấy ngày không thấy, cung hút vẫn trước sau như một hào quang lóa mắt, mặc áo rách két sáng sủa, không có mang kính mắt khẩu trang, trên mặt không có bất kỳ che trắng nào, cứ như vậy xuất hiện trước mặt tất cả truyền thông trên sân khấu, cung húc ngồi ở chính giữa, bên cạnh là bộ phận Tia cùng tổng giám đốc Dương Tiến Nguyên, bên tay trái là Diệp Bạch, bên kia Diệp Bạch là Lạc Thần. Vào lúc này Dương Tiến Nguyên đã hối hận đến tím cả ruột. Bất đắc dĩ lời đã nói ra ngoài, bất luận phát sinh cái gì đều chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ hạ xuống mà thôi. Bất quá, Dương Tiến Nguyên vẫn cố gắng níu kéo cơ hội cuối cùng, tiến tới bên tai Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, Diệp Tổng Thanh Tra, anh xem chúng ta có thể thương lượng một chút hay không anh đi khuyên ngăn cung hút để cho cậu ta làm bộ như thân thể không thoải mái nên buổi họp báo của chúng ta kéo dài thêm một chút cung hút nâng cầm lên cười híp mắt nhìn dương tiến nguyên mở miệng nói a đừng a à, dương tổng không phải là đã cảnh cáo tôi ngày hôm nay nhất định phải có mặt ở đây sao không phải tôi đã có mặt rồi sao sao còn muốn đuổi tôi ra khỏi đây ông xem tôi có ngoan hay không dương tiến nguyên đại ca, xin anh bỏ qua cho tôi đi. Trường 687 Vốn tưởng rằng chỉ cần cung hút không dựa vào nhà mình nữa, nhất định sẽ thỏa hiệp, ai mà biết được cái tên này căn bản chính là dù có đưa đao búa đến trước mặt cũng không sợ, khó chơi vô cùng. Đáy mắt xẹt qua một tia âm u, nếu như đến lúc đó sự việc huyên náo không thể thu thập được, bên phía quan diệu này chỉ có thể tiến hành đuổi cung hút ra khỏi công ty, sau đó đem tất cả quan hệ đẩy sạch cho Diệp Bạch, thật là làm bất chấp mọi thứ không rõ nặng nhẹ mà, thời điểm này còn tùy ý để cho cung hút làm bậy. Anh ta cho rằng cung hút còn là người có ra cảnh tốt, làm ra chuyện phá hoại nào cũng không có việc gì giống như ngày xưa nữa sao. Không có cung gia ở sau lưng nâng đỡ, cung hút cũng chỉ là một con cọc giấy mà thôi. Hôm nay là ngày tổ chức buổi họp báo với phóng viên, cách ngày mà Vạn Sang Sang đăng đoạn clip trên Weibo là 5 ngày. Toàn bộ sự việc là chuyện cung hút đi tới đoàn làm phim Kinh Long 2, gặp phải đối thủ một mất một còn của mình Lăng Thiếu Chiết. Rõ ràng chính cung hút là người không cẩn thận làm dơ quần áo của Lăng Thiếu Chiết. Kết quả không chỉ không xin lỗi, còn dùng tiền làm nhục người khác. Ngay trước mặt mọi người đổ cà phê lên trên người của Lăng Thiếu Chiết, rồi còn nói đủ loại lời nói làm nhục nữa. Từ trước đến nay trong mắt của công chúng luôn để ý đến những chuyện có liên quan đến cuộc sống, nhưng có ba loại vô cùng phổ biến, một loại là tâm lý thù hận một loại là đồng cảm với người yếu còn có một loại là tâm lý phẫn nộ lợi dụng tâm lý đám đông sẽ hội tụ thành một khí thế cực kỳ đáng sợ trong lúc đó chuyện của cung hút vừa vặn đều rơi vào trong ba trường hợp đó thậm chí không cần thêm dầu vào lửa chỉ một đoạn video nho nhỏ cũng đủ để đem cậu ta đẩy tới đầu ngọn sóng khiến cho tất cả toàn thể công chúng dùng ngòi bút làm vũ khí phát triển theo chiều hướng mà những người ghét cung hút muốn mấy ngày nay trên bất kỳ trang báo nào cũng đều là kiên quyết ngăn chặn sự bá đạo trong giới giải trí, cung hút nhân cách phản xã hội, quét sạch thần tượng làm loạn giới giải trí, từng tiêu đề một vô cùng động lòng người. Cung hút làm người luôn khoe khoang mọi nơi, sơ căng đang quá nhiều, tính cách vô cùng kiêu ngạo, những chuyện đó mọi người chỉ coi như là trò đùa trẻ con của một người chưa lớn mà thôi, nhưng bây giờ lại đưa lên đến mâu thuẫn giai cấp, nên toàn bộ mọi người đều không thích. Con người thật đáng sợ, ở nơi luôn sống bằng dư luận như thế này việc mà cung hút có thể gặp phải bây giờ không chỉ là khả năng bị đuổi ra khỏi toàn bộ giới giải trí thậm chí công việc ngày sau của cậu ta cũng đều có thể bị chịu ảnh hưởng những thứ nhìn như vô hình kia chữ viết không có lực sát thương như súng đạn nhưng lại không hề thua kém gì quái thú uống máu người ăn thịt bên ngoài khách sạn phan phẫn nộ cùng quần chúng kéo biểu ngữ đem toàn bộ khách sạn vây lại đến mức khó có thể thâm nhập vào bên trong được mấy chỗ được xem là nơi ở hay đi lại của cung hút tất cả đều bị vây kín. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ tiêu đề báo chí bác quái đều liên quan với chuyện này. Trận chiến đầu tiên khói súng tràn ngập, trang Weibo cá nhân của cung hút bị chửi đến mức tê liệt, trang cá nhân bị bôi đen, thông báo đe dọa, đám người ái mộ bùng nổ, những từ ngữ bạo lực kia được chích dẫn ra không sai chỗ nào cả, vào giờ phút này không hề có ai buông tha bất kỳ một khả năng có thể công kích nào. Bên trong các quán ăn, Tất cả truyền thông lấy bút thay dao, mỗi một người phóng viên ai cũng muốn từ trên người cung hút đào xuống một chút tin. Phóng viên, cung hút, mọi người đều biết, anh cùng Lăng Thiếu Chiết có mâu thuẫn từ xưa đến nay. Lăng Thiếu Chiết làm người khiêm tốn, không tranh với anh, lần này vốn cũng chỉ là một cái va chạm nhỏ, mà anh lại tùy ý dẫm đạp lên nhân cách và làm nhục đối phương, hơn nữa đối với hành vi của mình không có chút sợ hãi hay hối lỗi nào cả, không nhận sai không muốn nói lời xin lỗi, dám hỏi một câu, rốt cuộc là điều gì đã cho anh không chút kiên kỵ như vậy? Là công ty phía sau anh, hay là tập đoàn ức hào sau lưng anh? Các ký giả gợi ra ý tứ rõ ràng, lại muốn đem quan diệu cùng cung gia đều lôi vào trong buổi họp báo ngày hôm nay, nếu được sẽ tiến một bước khuếch chương sự kiện này. A, à, cung hút trầm thấp khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, hất lên gương mặt bất cứ lúc nào cũng đều ngông cường kia, từng chữ từng chữ mở miệng nói, ai cho tôi sức lực? Tôi, cung hút, hôm nay sẽ nói cho các anh biết, coi như tôi cùng ra tôi đoạn tuyệt quan hệ, coi như bị công ty đuổi ra khỏi, toàn dân ghét bỏ, coi như giờ phút này tôi không có bất kỳ một người fan nào, tôi cũng như lúc trước nói những lời này, nghĩ muốn để cho tôi xin lỗi, để đến kiếp sau đi. Chương 688 lời nói của cung hút làm cho tất cả toàn bộ xôn xao truyền thông vốn còn đang suy đoán lần này cung hút dưới áp lực sẽ thỏa hiệp nhưng vạn vạn không nghĩ tới thái độ của cung hút sẽ là như vậy đỉnh lông mày nhỏ bé của dịp hoảng loạn không thể nhận ra dương lên không khỏi không thừa nhận cung hút dù là con ông cháu tra nhưng giờ phút này bộ dáng cậu ta đang biểu hiện vô cùng nam tính cung hút ở trong đám người vĩnh viễn là nơi ánh sáng tụ hội là minh tinh trời sinh nhưng tính cách của cậu ta lại cứng quá dễ gãy không thích hợp tại trong cái vòng sinh tồn này cậu ta mới nói yêu cầu của mình một cái mọi thứ liền trở về điểm cân bằng coi như cô là người đại diện của cậu ta cô cũng hy vọng cô có thể trở thành điểm cân bằng kia ánh mắt phức tạp của lạc thần nhìn cung húc mặc dù cung húc có làm ra rất nhiều hành vi cậu ta không tán thành nhưng cung húc vẫn tùy ý tự nhiên không sợ hãi đây là điều mà cậu ta thật sự hâm mộ và muốn hướng tới bởi vì những lời nói này của cung hút các công ty truyền thông thoáng cái liền như ông vỡ tổ càng thêm hưng phấn. cung hút quả nhiên không để cho bọn họ phải thất vọng a à. theo sau đó các vấn đề tiếp theo mà mấy công ty truyền thông đưa ra càng thêm sắc bén nhân phẩm của cung đại thiếu ra thật sự là khiến cho người khác mở rộng tầm mắt anh tuyệt nhiên vẫn không muốn nói lời xin lỗi sao là anh cho rằng anh căn bản không có làm sai điều gì thật sao cung hút ở trong mắt anh đã bao giờ coi những người có thu nhập thấp hơn anh vì sinh tồn mà cố gắng kiếm tiền nhưng đối với anh mà nói đó chỉ như những con kiến hôi đáng bị đời trà đạp ngược đãi anh đã bao giờ coi trọng người ta hay chưa quyền lợi có nghĩa là trách nhiệm năng lực lớn trách nhiệm liền lớn theo bấy nhiêu lúc này mới chính xác là quan niệm về giá trị mà người như anh chiếm cứ lấy những thứ tốt nhất của xã hội, nhưng đồng thời cũng chặn bã cùng sâu mọc của xã hội, người như anh không nên tồn tại đâu. Nhìn hiện trường càng ngày càng mất đi sự khống chế, nhìn tinh thần của mọi người kích động vô cùng, sắc mặt của Dương Tiến Nguyên hơi trầm xuống. Xem ra, cung hút quả nhiên là không giữ lại được nữa. Ngay khi toàn thể truyền thông lên tiếng oanh tạc cung hút, trong đám người đột nhiên lao ra một phan với tâm tình vô cùng kích động, cung hút. Anh cái đồ rác dữ sâu bọ trong đường tống chui ra này. Chuyện gì xảy ra? Ngăn anh ta lại. Dương Tiến Nguyên nổi giận la lên. Bảo An vội vàng chạy tới, nhưng bởi vì đám người trật trội, người kia khí thế lực lại lớn vô cùng, trực tiếp hướng về chỗ của cung hút. Một đạo ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, trên người của người mới tiến đến kia lại còn mang theo một con dao nhỏ, không khống chế được tâm tình, người đó dùng sức đánh về phía cung hút, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, tình cảnh hỗn loạn. Ngay tại lúc người kích động kia đưa đao đâm về phía gò má của cung hút, trong nháy mắt, động tác của Diệp Quảng Quảng lại nhanh hơn một chút, cánh tay tựa như tia chớp đi qua ngăn chặn, mà đem cung hút che trở ở sau lưng mình. Người kia té ngã trên đất, bị bảo an giờ mới chạy tới được đè trên mặt đất. Chỉ là, trong lúc hỗn loạn đó, vì bảo vệ cung hút, cánh tay của Diệp Quảng Quảng đã bị cắt chúng, máu đỏ tươi nhất thời nhuộm thấu bộ âu phục màu trắng. Diệp ca Cung hút nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Diệp Quảng Vãng, nhất thời vành mắt đỏ lên, cả người giống như một giả thú nổi giận cực điểm, một cước đem cái ghế bên cạnh đạp cho ngã xuống, sau đó liền chạy tới hướng người mới gây ra vết thương cho Diệp Bạch, tôi mẹ anh. Cung hút níu lấy cổ áo người kia, quả đấm quơ lên thật cao. Muốn đập xuống gương mặt của hắn ta. Toàn bộ truyền thông ở đây đều kích động không thôi bật máy quay lên, không kịp chờ đợi thưởng thức tuồng kịch này. Cung hút một âm thanh như tảng băng ở sau lưng cậu ta nhàn nhạt vang lên. Cung hút đang nổi điên nhưng mới nghe đến tên mình động tác trong nháy mắt ngừng ở nơi đó. Nhưng khí tức của cung hút vẫn vô cùng lớn, vẫn y như củ gắt gao nắm chặt người kia không buông tay, rõ ràng vẫn đang ở trong trạng thái phẫn nộ cùng mất khống chế. Diệp quảng mãn lấy miếng vải của nhân viên làm việc đưa lên tiện tay băng bó cánh tay của mình một chút. Sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, trở về. Chương 689 nắm tay của cung hút vẫn nấm đến răng rắc vang vọng, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thu tay về, nặng nề đem cái phan kia ném xuống đất, sau đó không nói tiếng nào ngồi bên cạnh của Diệp Vãn vãng. Thấy cung hút dừng lại, tất cả truyền thông đều một mặt biểu tình tiếc nuối. Cùng lúc đó, toàn bộ ánh mắt giới truyền thông đều rơi vào trên người người đại diện trẻ tuổi bên cạnh cung hút. Người này là ai, có lai lịch gì, tại sao dưới tình huống mới vừa rồi, lại có thể đem cung hút kéo về chỗ ngồi của anh ta được vậy. Giới truyền thông dường như lại phát hiện điểm bùng nổ mới. Lập tức có phóng viên mở miệng hỏi, Diệp Tổng Thanh Tra, có thể hỏi anh một vấn đề hay không? Diệp Quảng Ngoãn gật đầu, xin hỏi đi. Phóng viên đưa ra câu hỏi sắc bén, Diệp Tổng Thanh Tra, tối hôm qua 8 giờ, anh gửi cho cung hút lời bình luận trên Weibo, tỏ vẻ muốn ủng hộ anh ta, đây có phải là anh đang ngầm đồng ý ủng hộ hết thảy chuyện cung hút đã làm hay không? Sắc mặt nghiêm chỉnh âm u của cung hút vẫn luôn nhìn trầm trầm dịp quảng quản người đang bị thương ở cánh tay, giờ phút này nghe được vấn đề của phóng viên đem tới trên người của dịp bạch. Nhất thời chân mày nhíu chặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Vẻ mặt của dịp quảng quản không thay đổi, đơn giản sáng tỏ mà khẳng định trả lời, đúng vậy. Phóng viên nghe xong nhất thời liên tục cười lạnh, thật là vật học theo loài, khó trách ban đầu cung hút lại chọn anh làm người đại diện của mình thì ra tất cả đều là cá mè một lứa vì tiền tài cùng quyền lợi mà bán cả nghề nghiệp cùng đạo đức của mình đây chính là chuyện mà một người đại diện chuyên nghiệp nên làm sao các phóng viên khác cũng bắt đầu phụ họa theo làm tay sai cho thứ người như cung hút anh không phụ lòng lương tâm của mình anh đã là người đại diện của cung hút cũng đừng núp ở phía sau không lên tiếng xin anh nói đôi lời suy nghĩ của mình trước mặt truyền thông đối với hành động của cung hút, cho Phan, cho tất cả công chúng một câu trả lời. Cho người bị hại một cái công bằng. Cung hút siết chặt quả đấm, tức giận mở miệng giống giận, các người đừng ở chỗ này khắp nơi quạt gió thổi lửa nữa, tôi cảnh cáo các người, chuyện này đều không có quan hệ với bất kỳ người nào cả. Các người muốn tới liền hướng phía tôi mà tới. Cung hút còn muốn tiếp tục nói chuyện, thì tay của Diệp Quảng Ngoãn đã đặt lên vai của cậu ta. Ép những lời cậu ta muốn nói xuống, sau đó, chậm rãi đứng lên. Thấy Diệp Quảng mãn đột nhiên đứng lên, tất cả ống kính đều nhắm ngay vào cô. Người đại diện của Cung Húc là chuẩn bị nhận lỗi, thay Cung Húc nói xin lỗi sao? Nếu như nghệ sĩ không phối hợp, chỉ có thể là người đại diện đứng ra làm chuyện này thôi a. À, dù sao hiện tại đã phát triển đến chiều hướng này rồi, mà lúc này còn không xin lỗi nữa chính là chờ chết dưới tầm mắt của mọi người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Diệp Quảng Quảng lướt qua tất cả mọi người, sau đó, mở miệng từng chữ từng chữ nói, mới vừa rồi. Có phóng viên đã nhắc tới nói rõ cùng công bằng. Không tệ, hôm nay nhân buổi họp báo có mặt phóng viên ở đây, tôi chính là muốn đòi lại một cái công bằng, mời nghệ sĩ dưới tay giải trí Hoàng Thiên Vạn Sang Sang, nghệ sĩ dẫn đầu lăng thiếu chiếc. Mời các vị có liên quan đến chuyện này, cho cung hút một câu trả lời, mời các người đối với cung hút nói xin lỗi. Trong nháy mắt tiếng nói của Diệp Vãn Vãn hạ xuống, toàn bộ những người trong phòng khách tại buổi họp báo này liền im lặng, cây kim dơi cũng nghe tiếng. Tất cả truyền thông đều là một mặt không cách nào tin được. Mới vừa rồi người đại diện của cung hút. Nói cái gì? Anh ta muốn lấy lại công bằng. Anh ta muốn vạn sang sang cùng lăng thiếu chiếc cho cung hút một câu trả lời. Anh ta lại có thể yêu cầu người khác nói xin lỗi đối với cung hút sao? người này có phải điên rồi hay không a à? Dương Tiến Nguyên cũng là một mặt khiếp sợ, quả thật là tức giận đến dơ chân, nổi giận hạ thấp giọng nhìn Diệp Quảng Mãn đang tự mình chủ trương mọi việc nói, Diệp Bạch, anh điên rồi sao? Anh đang nói hưu nói vượng cái gì đó? Còn không mau câm miệng cho tôi. Không chỉ là giới truyền thông cùng Dương Tiến Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cung Húc cũng ngồi ngây ngốc ở chỗ đó. Nếu như hôm nay Diệp Bạch bức bách với áp lực thỏa hiệp, cậu ta cũng không cách nào có thể nói, nhưng cậu ta không hề nghĩ tới, Diệp Bạch sẽ nói ra lời nói này. Trương 690, nói xin lỗi với cung hút. Mẹ nó, lại có thể muốn lăng thiếu chiếc nói xin lỗi với cung hút sao? Đầu óc anh ta có vấn đề gì rồi đúng không? Làm sao người vô sĩ như vậy lại còn tồn tại thế? Khó trách trước kia mỗi lần lăng thiếu chiếc bị cung hút khi dễ đều không dám lên tiếng, những người này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Lăng Thiếu Chiết là nghệ sĩ khiêm nhường như thế nào thì ai cũng đều biết, nhưng anh ấy đều bị những người này khi dễ thành gia như vậy. Vậy những người khác không chức không quyền không ai biết đến còn bị cung hút bá đạo lăng nhục như thế nào nữa đây? Tôi thấy lần này Lạc Thần đứng ra bên vực thay cung hút, khẳng định cũng là bị ép buộc mà thôi, người nào không biết quan hệ giữa cung hút với Lạc Thần vẫn rất ác liệt, đã bao lần cậu ta ức hiếp Lạc Thần, cung hút tại sao lại có thể giúp đỡ Lạc Thần được? Tôi muốn nhìn xem một chút Diệp Bạch này, anh ta chuẩn bị lời biện minh cho nghệ sĩ của mình như thế nào đây. Kèm theo mấy câu nói của Diệp Quảng Vãng, toàn bộ những người tham gia buổi họp báo đều loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng tức giận mắng chửi. Diệp Quảng Quảng cũng không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, lấy ra một chiếc USB nho nhỏ, đi lên trên sân khấu, đem USB cắm vào máy vi tính, mời các vị xem một đoạn video. Video. Diệp Bạch muốn làm cái gì? Mọi người châu đầu ghé tai nhìn sang. Ai biết a? À? Nhìn một chút thôi. Tôi cũng không tin đã đến mức này rồi, anh ta còn có thể lật ngược tình thế được. Cũng đúng a. À? Diệp Quảng bản chỉnh đến đoạn giữa video nhấn một, sau đó mới ấn xuống nút phát ra âm thanh, sau đó trên màn hình lớn phía trước mọi người, video bắt đầu phát ra. Cung hút. Anh làm cái gì vậy? Hiện tại bộ quần áo này là của tôi, tiểu ra hắt quần áo của mình, cùng cô có quan hệ cái giấm A. À? Cô đang hồn ào vớ vẩn cái gì? Anh? Ai? Tôi thế nào? Không phải cô nói bồi thường tiền là được sao? Còn chờ cái gì nữa vậy, cởi ra A. À? Mặc quần áo của tiểu ra tôi cứ như vậy thoải mái à. Trong video truyền ra hình ảnh chính của ngày hôm đó cung hút bức hiếp nghệ sĩ khác, cũng chính là đoạn video mà Vạn Sang Sang đăng trên Weibo lần nữa nhìn thấy đoạn video này, lửa giận của mọi người nhất thời lại bị bùng nổ. Người đại diện họ dịp này muốn làm cái gì vậy? Khi dễ người như vậy còn không đủ sao? Còn muốn để cho mọi người hồi tưởng lại nghệ sĩ nhà anh ta không biết xấu hổ thế nào sao? Anh đem đoạn video mà vạn sang sang đăng kia phát lại để cho chúng tôi nhìn một lần là có ý gì? Không ai muốn nhìn gương mặt đáng ghét kia của cung hút một lần nữa đâu. Đám phóng viên đang tức giận mắng chửi, trong đám người có phóng viên kinh nghiệm phong phú đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm, kỳ quái. Cái video này dường như không phải là đoạn mà Vạn Sang Sang đăng trên Weibo đâu. Làm sao không phải? Không phải là sao? Vẫn là một màn như thế à? Mấy người nhìn kỹ đi. Nội dung tuy giống nhau nhưng góc độ không giống nhau. Cái video này không phải là cùng một người quay đâu, hơn nữa. Tại sao mới vừa rồi Diệp Bạch lại chọn đoạn giữa video để mở mà không phải từ đầu? Mặt của phóng viên kia lộ vẻ nghi ngờ. Khả năng khi đó cũng có người khác đem hiện trường quay lại, nhưng ngại vì uy quyền của cung hút không dám phát ra ngoài đi, đây có cái gì kỳ quái đâu. Rất nhanh, video phát ra kết thúc. Ánh mắt của Diệp Quảng Quảng lướt qua tất cả mọi người nói, chính là đoạn video này đã đẩy cung hút vào tội ác tày trời, mà sau đó, vạn sang sang, lăng thiếu chiếc cùng với tất cả nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên có mặt vào ngày đó vẫn luôn mồm nói chắc như đinh đóng cột rằng đây chính là bằng chứng không thể chối cãi buộc tội cung hút. Trong vùi tất cả mọi lời giải thích, tất cả chửi dũa, che ngập trời bắt đầu bùng phát trên Internet công kích cung hút. Dịp Quảng Quảng dừng lại một chút, tiếp theo sau đó mở miệng, mà chân tướng của sự thật đến cùng là như thế nào, dường như đã không có ai đi truy cứu nữa rồi, bởi vì tất cả mọi người đều nói cung hút tội ác tày trời, vì vậy cậu ta nhất định là người mang tội ác tày trời, đây chính là chân lý. Chương 691, chân tướng sự thật. Diệp Quảng Mãn nói xong câu này lại nhìn về phía màn hình máy vi tính lần nữa. Tiếng clip chuột nhẹ vang lên, lần này, cô không chọn phát từ giữa mà trực tiếp ấn vào nút play. Bắt đầu phát từ đầu video. Trong video, hình ảnh có thể thấy được vẫn là ở đoàn phim, bao gồm lăng thiếu chiếc vạn sang sang cùng với mấy nghệ sĩ hoàng thiên đang túng tụng một chỗ xì xào bàn tán. Giữa những hàng chữ đều là nghệ sĩ hết thời, thứ kém sang, dùng mọi cách để giễu cực lạc thần. Trợ lý của lạc thần dường như muốn lên trước để tranh luận nhưng bị lạc thần ngăn lại. Lạc thần không nói một lời đi về vị trí của mình, thế nhưng, ngay vào lúc này. Trong video xuất hiện một vòng tròn màu đỏ, vòng tròn khoanh vào vị trí chân vạn sang sang, vì vậy, tất cả truyền thông thấy rõ một giây kế tiếp, vạn sang sang cố ý duỗi chân da làm lạc thần vấp một. Cà phê trong tay lạc thần sánh ra, không cẩn thận tạt vào quần áo của lăng thiếu chiếc. Chuyện kế tiếp phát sinh, khiến toàn bộ đám truyền thông đều câm như hến, chố mắt nghẹn họng. Tất cả mọi người đều không ngờ, mọi thứ lạc thần giải thích trên Weibo đều là thật. Đoạn video ngắn ngủi nhưng lại tiết lộ một sự thật hoàn toàn trái ngược. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chân tướng lại là. Ngoài mặt, Vạn sang sang không sợ cường quyền cố ý khiêu khích trên mạng, tất cả nghệ sĩ Hoàng Thiên Dũng cảm đứng ra vốn là trợ trụ làm ác. Cùng phe với nhau, mà trong toàn bộ sự việc người bị hại lớn nhất lăng thiếu chiếc mới thật sự là kẻ diễn sâu hãm hại người khác. Từ điển tích đắc kỹ trụ vương ý, có nghĩa là giúp người xấu làm điều ác. Bị vô số truyền thông, cư dân mạng, phan, người đi đường đuổi theo mắng suốt năm ngày, cung hút chẳng qua cũng chỉ là không nhìn nổi lăng thiếu chiếc ỷ thế hiếp người mới đứng ra giải vây cho nghệ sĩ công ty nhà mình cung hút rõ ràng vẫn làm chuyện giống như vậy nhưng là giờ phút này cộng với video vừa xem xong lại khiến mọi người cực kỳ hả hê cho đến khi toàn bộ video đã kết thúc toàn bộ buổi họp báo vẫn im lặng tới mức cây kim dơi cũng nghe tiếng không có người nào phát ra một chút âm thanh mỗi phóng viên đều đỏ mặt chố mắt đứng nhìn nhau mà hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bọn họ tự xưng là chính nghĩa, đuổi theo phía sau cung hút, dùng ngòi bút làm vũ khí mắng người ta nhiều ngày như vậy, kết quả lại mắng lầm người. Ngược lại, kẻ bọn họ bảo vệ mới thật sự là tiểu nhân vô sĩ, mới thật sự là ác bá ỷ thế hiếp người. Ánh mắt của Diệp Quảng Quảng lạnh như băng đảo qua từng phóng viên, đây là chân tướng các người muốn bảo vệ. Đây chính là cái công đạo mà các người tự xưng là đến dùng chính nghĩa đòi lại. Cái này chính là công đạo của mấy người đây. Không biết mấy người có cảm thấy hài lòng chưa? Nghe lời nói sắc bén của Diệp Quảng Vãng, biểu tình của toàn bộ truyền thông đều có chút lúng túng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cụ cụ, hiểu lầm. Hóa ra là một hiểu lầm mà. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách chúng tôi chứ ai biết chân tướng sự việc lại là như vậy. Dù sao chúng tôi là phóng viên, cũng không phải là cảnh sát mà, mọi người nói đúng không? Khó tránh khỏi có lúc. Diệp Quảng Mãn nghe vậy, từng bước từng bước đi tới trước mặt người phóng viên kia. Anh, anh muốn làm cái gì? Bởi vì trên người đối phương có cảm giác áp bức quá mức mạnh mẽ, tên phóng viên bị bước lui về sau một bước. Diệp Quảng Mãn nhìn trầm trầm gã phóng viên mở miệng, à, không phải cảnh sát, hay cho câu không phải là cảnh sát, nếu không phải là cảnh sát, các người dựa vào cái gì thay thế cảnh sát, thay thế luật pháp, trắng trợn không kiên dè kích động quần chúng, dẫn dắt bạo lực internet, vận dụng tư hình đối với nghệ sĩ vô tội. Vừa rồi chẳng phải ai vừa thề son sắc rằng một người có bao nhiêu quyền lợi, cũng có nghĩa bấy nhiêu trách nhiệm sao. Nếu đã làm truyền thông, đã nắm trong tay dư luận, nắm trong tay quyền phát biểu, thậm chí khống chế tương lai tiền đồ của nghệ sĩ, trả lại sự thật tìm kiếm chân tướng chẳng lẽ không phải là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của các người. Nhưng mà bây giờ, công lý nằm trong tay phóng viên cùng truyền thông lại trở thành thứ để lấy lòng người khác, câu view là vũ khí đế các người tùy ý làm hại người khác ư. Là ai cho mấy người quyền đó? Chương 692, xoay chuyển lớn. Ngôn ngữ là vũ khí vô hình nhưng lại là vũ khí sắc bén nhất, để chúc giận, để theo phong trào, thậm chí chỉ là bởi vì buồn chán, liền dùng tất cả ngôn ngữ ác độc nhất với người xa lạ không quen không biết trên thế giới, yên tâm trốn trên Internet điên cuồng gõ phím. Tự tay hủy diệt cuộc đời của người khác. Chỗ đáng sợ của Internet là không có ai quan tâm chân tướng sự thật, rồi càng không biết chân tướng mà còn ra vẻ chính nghĩa, thật là ác hơn cả việc làm ác. Xin không nên tùy tiện bình luận khi không biết nội tình. Bởi vì thứ các người nhìn thấy không nhất định là toàn bộ chân tướng dư luận vĩnh viễn không có nghĩa là chân lý. Mà sau khi chân tướng của sự thật xuất hiện, một câu hiểu lầm, một câu chấp nhoáng, liền có thể xóa sổ những việc mà các người làm đối với một người vô tội bị hại, đây chính là thái độ của một người truyền thông như anh sao. Lũ truyền thông vô lương tâm mấy người, không kiên nể gì gây bạo lực internet giả, có phải là giác dưỡi, là sâu mọc xã hội hay không? Xin mời vị phóng viên này, mời quý vị ở đây, trả lời vấn đề của tôi từng chữ từng chữ của Diệp Quảng Ngoãn sắc bén dao. Tôi. Tôi. Phóng viên kia lắp bắp, bị ép hỏi đến đầu đầy mồ hôi, một chữ đều nói không nên lời. Cung hút từ đầu tới cuối đều ngơ ngác nhìn trầm trầm mặt của Diệp Quảng Ngoãn, nhìn cô lạnh lùng nhưng lại làm người khác vô cùng an tâm, nhìn cô lấy sức lực một người vì mình đảo ngược ngàn vạn tiếng xấu, cảm xúc dân trào không cách nào khống chế mãnh liệt lên xuống. Diệp Quảng Ngoãn dừng một chút, cuối cùng mở miệng, Đối với Vạn Sang Sang, Lăng Thiếu Chiết và những nghệ sĩ của Hoàng Thiên giải trí ác ý nhằm vào nghệ sĩ cung hút công ty tôi nói xấu, truyền thông quan diệu sẽ giữ lại truy cứu trách nhiệm pháp luật. Rốt cuộc, mấy người cấp cao của truyền thông quan diệu mới phản ứng lại. Ê! Chuyện còn lại chúng tôi sẽ giao cho pháp vụ xử lý, bây giờ. Hôm nay buổi họp báo đến đây kết thúc. Mọi người nếu còn thắc mắc vấn đề gì, xin sắp xếp sau. Mong mọi người trật tự ra ngoài. Dương Tiến Nguyên mang vẻ mặt đầy kinh hoàng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi thậm chí có chút ngây ngô của Diệp Hoảng Hoảng. Vẻ mặt nhìn thế là đủ rồi, bất luận thế nào ông ta cũng không nghĩ tới, dưới tình huống này, Diệp Bạch lại còn có thể xoay chuyển càng khôn, cứu cung hút trở về, còn ngăn tất cả truyền thông đều á khẩu không trả lời được. Giờ phút này ý nghĩ của những nhân viên làm việc ở bộ phận khác cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ đã tưởng tượng ra, hôm nay phóng viên ở buổi họp báo sẽ công bố nội dung gì? sẽ là hoàn cảnh như thế nào? Diệp tổng của chúng ta thật là lợi hại quá đi. Lại không buồn hé răng giữ lại một con ác chủ bài như vậy. Tôi rốt cuộc cũng hiểu được lần này giải trí hoàng thiên muốn hại chúng ta. Trên thực tế là tất cả bọn họ đều bị diệp tổng của chúng ta hố rồi. Lần này hoàng thiên lại xui xẻo một phen, khẳng định vạn sang sang cũng bị phế đi rồi, hình tượng lăng thiếu chiếc xây dựng hoàn toàn sụp đổ, số nghệ sĩ liên lụy ít nhất cũng có mười mấy người đi thôi lúc diệp quảng quảng nhìn cung hút và lạc thần ở bên cạnh ánh mắt mới thoáng nhu hòa mấy phần à cung hút thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nhanh chóng đứng lên ngoan ngoãn đi theo sau lưng diệp quảng quảng lạc thần cũng đi sát bên kia ánh mắt rơi vào trên người của người thanh niên từ đầu đến cuối không có dời đi đến tối mọi người đều đang chú ý sự kiện họp báo cung hút hãm hại công bố kết quả cuối cùng toàn bộ quá trình hiện trường buổi họp báo được đăng hoàn chỉnh trên mạng sau khi chân tướng được sáng tỏ toàn bộ internet đều xôn xao mấy chục nhà tạp chí truyền thông cho phóng viên ký giả đến họp báo lúc đầu nghiêng về một phía cùng thái độ bôi đen cung hút sau khi buổi họp báo kết thúc tập thể phát biểu tuyên bố xin lỗi thanh thế thật lớn toàn bộ internet xưa nay chưa từng có ùn ùng kéo đến đều là sự kiện lần này xoay ngược lại là một mảng tối của báo chí Internet là một loại hãm hại của xã hội. Truyền thông cũng đăng tin, chống lại chủ nghĩa người bị hại biến thành kẻ hãm hại, cuối cùng dư luận với cung hút cũng đã hoàn toàn bị đảo ngược, tiêu đề biến thành trả lại một cung hút chân thật nhất như cũ. Cung hút, người trong sạch cuối cùng của giới giải trí. Trường 693, quan trọng là mặt mũi. Lúc trước trên mạng cũng đã xuất hiện không ít tiền lệ, cư dân mạng bị lời nói dối không đúng sự thật mà đấu đá, sau khi sự thật được tra rõ đều đảo ngược, nhưng đối với người trong cuộc cũng đã tạo thành thương tổn. Không cách nào bù đắp lại. Lần này, bởi vì độ hot cùng sức ảnh hưởng của cung hút, sự kiện lần này cực kỳ được hưởng ứng. Toàn bộ internet đều thảo luận, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ lại. Bạo lực internet đáng sợ chỗ, không có người quan tâm chân tướng, mà kẻ không rõ chân tướng muốn đại diện chính nghĩa, so với chân chính làm ác còn đáng sợ hơn nhiều xin đừng dễ dàng bình luận việc mọi người vốn không biết, bởi vì thứ mọi người nhìn thấy không nhất định là toàn bộ chân tướng. Dư luận, vĩnh viễn không đại diện cho chân lý. Cùng lúc đó, danh tiếng cung hút trong một đêm hoàn toàn thay đổi. Mà truyền thông quan diệu cũng danh tiếng vang xa. Mà giải trí hoàng thiên lại lâm vào tình thế bị động. Trong phòng học của giải trí hoàng thiên, bộ phận TIA, tổng giám bộ phận quan hệ xã hội tưởng hoa sâm gào thét đinh tai nhức ốc, vạn sang sang, thứ ngu xuẩn này rốt cuộc làm việc như thế nào vậy cũng vì cô lần này mười mấy người hoàng thiên đều bị kéo xuống nước những kẻ hạng hai hạng ba mấy người thì thôi đi ngay cả thiếu chiếc cũng bị các người kéo xuống nước hiện tại cô nói phải làm sao tưởng tổng tôi tôi không biết tôi không biết trong tay diệp bạch lại có video hoàn chỉnh vạn sang sang khóc như mưa bả vai dung dung trong lòng lại thầm mắng đối phương trăm ngàn lần, lúc đầu, cô ta mới vừa phát vụ việc lên uy bộ, tất cả những người này đều khen cô ta làm tốt, còn thêm dầu vào lửa đủ kiểu, hiện tại lại đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người của cô ta. Nhưng hết lần này tới lần khác cô ta cũng không thể nói một chữ, vẻ mặt cầu xin nhìn sang một đám cấp cao, chị Trương, tưởng tổng, xin các người nhất định phải giúp tôi, tôi cũng vì bất bình cho thiếu chiếc mới phát cái video đó mà. Sắc mặt người đàn ông âm trầm, Hiện tại khẳng định vạn sang sang không thể giữ lại, còn lăng thiếu chiếc bên kia. Bây giờ cũng chỉ có thể để cho cậu ta trả lời cái gì cũng không biết, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên người vạn sang sang, ông ta vội vàng hạ độ ảnh hưởng xuống thấp nhất, bằng không chuyện lớn như vậy, ông ta phải giải thích thế nào với cố tổng và cả dịp tổng đây. Tưởng Hoa Sâm đưa ra quyết định rất nhanh, vạn sang sang, bởi vì ân oán cá nhân, trước đó cố ý khiêu khích, sau đó lại lừa dối đồng nghiệp công ty, nói xấu cung hút, hiện tại cô lập tức xin lỗi và giải thích, hơn nữa tuyên bố vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí. Cái, cái gì? Vạn sang sang nhất thời đổi sắc mặt. Thét chói tai lên. Chẳng qua cô ta chỉ là một sao hạng ba nho nhỏ, dưới tình huống này, đã định trước sẽ bị lấy ra hy sinh, cô ta nên sớm nghĩ đến mới đúng. Giờ phút này vạn sang sang rốt cuộc cũng biết sợ, đối mặt với ánh mắt của những người cấp cao kia, cô thất kinh nhào tới trước mặt lăng thiếu chiếc, thiếu chiếc thiếu chiếc anh giúp tôi đi. Anh nhất định phải giúp tôi. Tôi đều là vì anh. Lăng thiếu chiếc lướt những lời chửi vũ ngập trời trên màn hình di động, tâm tình đã tích tụ đến cực hạn, nghe được lời của vạn sang sang càng trở nên giận dữ, phút ngay. Toàn bộ đều là cô tự chủ trương. Thậm chí làm liên lụy tôi, có quan hệ gì với tôi. Chiếc xe màu đen vững vàng lái ở trên đường cái. Dịp quảng quảng, cung hút, Lạc thần mới từ hội nghị công ty dời đi, trước mặt đông tử đang lái xe, ở phía sau dịp khoảng vãng ngồi ở chính giữa, bên trái là lạc thần, bên phải là cung hút đang xoa chán lướt uy bộ. Cung hút, người trong sạch cuối cùng của giới giải trí. Cung hút, một dũng sĩ chân chính. A, à, cung hút, đơn thuần nhất chính là anh, chân thật nhất chính là anh, đàng hoàng nhất cũng là anh, đáng yêu nhất cũng là anh. Cung hút vừa xem vừa không biết thẹn mà hưng phấn đọc lên những lời tán dương kia hưng phấn tới mức không thể ngồi yên, tiểu ra từ lúc sinh ra cho tới bây giờ chưa từng được người ta khen như vậy, ai nha, thì ra tiểu ra lại có thể khiến người ta thích đến thế sao. Quả nhiên là vàng thì nhất định sẽ tỏa sáng mà ha 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 à. ha. Diệp Quảng Mãn rất không muốn thừa nhận đứa ngu ngốc bên cạnh là nghệ sĩ dưới chướng mình. Mặt mũi đâu rồi? Trường 694, em nhất định phải gả cho anh. Cung hút lăn lộn xong nhanh như chớp, sau đó ngồi dậy, ánh mắt phục sáng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, nhìn trầm trầm cô không chớp mắt, Diệp ca. Anh thật sự quá đẹp trai. Nếu em là nữ, em nhất định phải gả cho anh. Không không không. Dù cho là con trai, em cũng muốn gả cho anh anh anh. Khóe miệng Diệp Quảng mãn nhất thời vừa kéo ra. Thằng nhóc này có thể có chút sĩ diện nào hay không? Có thể có nửa phần dục dè của lạc thần hay không? Diệp Quảng Quảng tiếp tục xem hướng gió của dư luận trên mạng, sau đó, đột nhiên đã phát hiện một tình huống ngoài ý liệu. Diệp quảng quảng thử. Thế nào thế nào Diệp ca? Cung hút tò mò như trẻ con lập tức tiến tới truy hỏi. Diệp quảng quảng hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn qua lại nhiều lần trên người cung hút và lạc thần, đây cũng là một ý kiến hay. Có chủ ý gì tốt à? Diệp ca đang nói cái gì đấy? Cung hút lẩm bẩm sao anh ta cảm thấy ánh mắt của Diệp ca nhìn mình làm cho người khác nổi ra gà. Diệp quảng mãn khẽ cười một tiếng, chuyện lần này lại giúp cho cậu cùng lạc thần có nhiều hơn một nhóm lớn. Ừm. Phan Chính Phú. Cung hút nhất thời sững sờ, cái gì? Phan Chính Phú. Diệp ca. Anh có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không? Sao anh ta có thế cùng một tên con trai có Phan Chính Phú cơ chứ? Lạc thần cũng mang một gương mặt khó hiểu. Diệp Quảng Ngoãn, tự xem đi. Hai người nâng mắt nhìn về phía điện thoại của Diệp Quảng Ngoãn, lại nhìn thấy một bình luận khiến cho tâm tình người ta cảm thấy thật phức tạp. A a a. Trời ạ à, trời ạ. À. Xem lại video một lần nữa xem. Cung tiểu bá vương nhà em thật là quá đẹp trai. Quá mang. Cái bộ dáng phách lối này khiến chân của em đều mềm nhũng, bình luận trước mặt cũng tính là bình thường, cung hút còn xem đến thật vui vẻ, nhưng mà, phong cách phía dưới đột nhiên sai sai. Tôi còn tưởng rằng cung hút và lạc thần là đối thủ một mất một còn, thì ra là yêu nhau lắm cắn nhau đau nha. Thực lực bảo vệ vợ quá quen thuộc. Cung hút với lạc thần tuyệt đối là yêu đến tận xương tủy. Tôi ăn phải cẩu lương rồi. Cung hút xem đến đen mặt, mẹ nó. Cái quỷ gì thế? Ý của mấy người này là gì? Cái gì yêu nhau cắn nhau? Thực lực che trở vợ cái gì? tổ lương gì chứ? Bên kia sắc mặt của lạc thần còn muốn đen hơn cung hút, mặc dù anh ta không chú ý trên mạng nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không tới mức không hiểu ý người này. Con mẹ nó, đám người này có phải bị mù hay không? Lại còn nói tôi là gay. Còn với cái tên ngốc này, cả người cung hút đều xù lông, trong nháy mắt giống giận, tôi là người không có liêm sĩ như thế sao? Nếu tôi có làm gay cũng chỉ có thế làm cùng dịp ca ngươi có được không? cậu nên im miệng đi. Diệp Quảng ngoãn mặt không thay đổi mà nhìn anh ta một, xin lỗi, nếu như tôi thích con trai thì cũng sẽ không thích cậu. Cung hút nhất thời sững sờ. Biểu tình như bị đã kích lớn, đờ mờ. Tại sao? Dựa vào cái gì không quan tâm em? Em đẹp trai như vậy, nam nữ đều bị thu hút. Diệp ca, tay anh có ổn không? Có cần đi bệnh viện xử lý một chút không? Lúc này, lạc thần bên cạnh lo âu nhìn trầm trầm vào cánh tay của dịp Quảng ngoãn mở miệng cung hút nghe vậy sắc mặt nhất thời cũng biến thành nghiêm túc dịp ca em đưa anh đi bệnh viện xem một chút đi trước thằng khốn đáng chết kia tiểu ra tuyệt đối không tha cho nó được rồi không nên khẩn trương một chút vết thương nhỏ thôi mà dịp Quảng ngoãn không thèm để ý khoác tay một lúc này xe đã lái đến gần chung cư dịp Quảng ngoãn mới vừa nói xong câu đó ánh mắt xéo qua liền thấy dưới lầu, trong gió đêm, xuất hiện một thân ảnh đứng thẳng thật cao ngạo lạnh lùng. Nhìn thấy người kia, trong lòng dịp quảng mãn, mãn nhất thời hơi hồi hộp, theo bản năng mà nhìn về cánh tay bị thương một, sống lưng rét lạnh từng trận. Tiêu rồi tiêu rồi. Sao cô lại quên mất chuyện quan trọng vậy chứ? Trường 695, biển giấm sôi trào. Diệp ca, đến rồi. Đông tử ở trên ghế lái nhắc nhở. Được, hai người đều về ngủ sớm đi diệp khoảng ngoãn vội vã xuống xe lạc thần ở cái tòa cách vách nói lời tạm biệt diệp khoảng ngoãn liền đi vào chung cư à diệp ca em cung húc vốn đang muốn nói cái gì đó với diệp khoảng ngoãn kết quả động tác xuống xe của cô rất nhanh cung húc không khỏi tò mò nhìn bóng lưng vội vàng xuống xe của diệp khoảng ngoãn chuyện gì xảy ra tới bây giờ anh ta chưa từng thấy biểu tình như gặp đại địch như thế của diệp khoảng ngoãn Diệp Quảng Mãn vội vàng đi tới trước mặt của tư dạ hàng, cụ A à Cửu, anh đến đây từ lúc nào? Sao không vào, đứng ở chỗ này làm gì? Đêm lạnh như vậy. Diệp Quảng Mãn vừa nói vừa an ủi chính mình, tư dạ hàng là loại người chưa bao giờ chú ý tới chuyện bác quái cũng là người rất ít khi lên mạng. Khẳng định không biết chuyện của buổi họp báo phóng viên, chút thương tích nhỏ này của cô, một hai ngày liền đóng vẫy, đến lúc đó coi như anh có biết cũng không sao. Cái loại tính vặt này của Diệp Quảng Mãn rất khá, nhưng mà cô vừa dứt lời, người đàn ông đứng ở trước mặt cô cũng đơ mặt nhìn cô, nói một câu, em phạm quy rồi. Diệp Quảng Hoảng, Giọng nói như đến từ núi tuyết độ cao 5.000 m so với mặt nước biển, khiến cả người cô đều lạnh dung một trận, cô lại có thế nảy sinh ý đồ giấu giếm ở trước mặt tư dạ hàng. Thật là quá mức ngây thơ rồi. Bởi vì những ngày qua tính khí tư dạ hàng quá tốt nên cô đã quên anh đáng sợ thế nào rồi. Giờ phút này người đàn ông đứng ở trước mặt cô toàn thân cao thấp đều không có một chút độ ấm, ánh mắt nhìn cô cũng lạnh băng như vậy, lần này dạ tư hàng thực sự tức giận rồi. Thật xin lỗi, lần này là ngoài ý muốn, hơn nữa chẳng qua là một vết thương nhỏ, không tin anh xem đi. Để chứng minh, Diệp Quảng Mãn vội vàng vén tay áo lên, lộ ra một vết thương nhỏ có chiều rộng không quá một tấc nhưng mà, rất nhanh Diệp Quảng Quảng phát hiện mình phạm sai lầm lớn cỡ nào, sau khi nhìn thấy vết thương của cô, sắc mặt dạ tư hàng ngày càng trở nên đáng sợ, mơ hồ để cho cô nhìn thấy tư dạ hàng trước khi cô trọng sinh. Không có lý trí, cũng không có tình cảm, giống như tùy thời đều có thể mất khống chế, trở thành giả thú. Lúc này Diệp Quảng Quảng mới phát hiện, gần đây cô quả thực quá buông lỏng, thế cho nên quên người trước mắt rất đáng sợ ánh mắt của tư dạ hàng còn muốn lạnh lẽo hơn so với ánh trăng trên đầu, anh không hề chớp mắt mà nhìn cô, em thích cậu ta. Hả? Ai vậy? Diệp Quảng Quảng bị cái câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho mơ hồ. Sau đó, phải mất chừng mấy giây mới phản ứng được. Mẹ nó. Quả là hiểu lầm to bằng trời. Tư. Tư dạ hàng sẽ không phải cho rằng cô và cung hút có cái gì chứ. Làm sao có thể chứ rốt cuộc vì sao anh lại sinh ra cái loại hiểu lầm đáng sợ như thế? Diệp Quảng Mãn đang vắt hết óc nghĩ xem nên giải thích thế nào và làm như thế nào để chấn an. Vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói phóng túng của cung hút, Diệp ca Diệp ca, anh làm sao chạy nhanh như vậy? Em ở biệt thự kia quá xa, lười về, mới vừa để cho đông tử lái xe đi, tối nay em với anh ngủ chung đi. Dường như ngay lúc cung hút thốt ra lời, Diệp Quảng Mãn cảm giác có một ngọn gió kinh khủng vô hình như đến từ như địa ngục thổi qua. Tối nay ngủ trung là cái quỷ gì? Cô vẫn còn đang lo ngược lo xuôi. Lại còn thêm tên này, bản thân nên giải thích thế nào đây? Diệp Quảng Mãn lạnh mặt, không được, người ở đâu thì nên trở về đó. Thấy Diệp Quảng Mãn lại không chút do dự cự tuyệt, cung hút nhất thời ai oán, tại sao vậy? Em cũng tới rồi, anh còn không chứa chấp em sao? Diệp Quảng Quảng cố nén tức giận, tối nay tôi có khách. Mẹ nó tối nay tôi muốn đổ kiếp phi thăng luôn cho rồi. Trường 696, chỉ có thể tung đại chiêu. Cung hút quay đầu nhìn lại, lúc này rốt cục cũng phát hiện một bóng người ẩn trong tối. Ế! Người này sao mà? Thoạt nhìn thấy quen mắt lắm nha. Mặc dù ngày đó chỉ gặp bên ngoài quầy dụ một lần. Nhưng bởi vì ấn tượng quá sâu sắc nên muốn quên cũng không thể quên được đây không phải là người bạn ngày đó tới đón Diệp Ca sao? Lúc đó anh ta suýt chút nữa hiểu lầm quan hệ giữa Diệp Ca và người đàn ông này. Đều đã trễ thế này rồi, sao người này còn đến cửa làm khách nhỉ? Ê, tại sao ánh mắt người này nhìn mình? Đáng sợ như thế. Dù cung hút cảm thấy sai sai chỗ nào đấy, nhưng là bởi vì thần kinh rất tỉnh, cộng thêm tối nay tâm tình rất tốt nên cũng không suy nghĩ nhiều. Ngữ khí hào phóng đi tới bên người của Diệp Quảng bản mở miệng nói, không có việc gì đâu Diệp ta, anh có khách thì có khách thôi. Tiếp anh ta một hồi cũng đi thôi mà. Em không ngại đâu. Không ngại cái đầu cậu. Diệp quảng ngoãn. Vào giờ phút này, Diệp quảng ngoãn quả thật có lòng muốn bóp chết cái loại đần độn này rồi. Cô cẩn thận từng ly từng tí nhìn một về phía tư dạ hàng. Chỉ liếc mắt một, được rồi, biểu cảm kia quả thật khiến cô sợ hết hồn hết vía ánh mắt của tư dạ hàng nhàn nhạt xẹt qua dịp quảng quảng, và cung hút bên cạnh, giọng khàn khàn mở miệng, khách ư. Nhìn biểu cảm của tư dạ hàng, nghe giọng điệu của anh ấy, dịp quảng quảng liền biết anh đang cực kỳ tức giận, dịp quảng quảng đau đầu đỡ chán. Trong lòng bi thương gào thét, bảo bối à, anh quậy cái về, anh biết rõ bởi vì thân phận của em bày ở ngay đây cho nên chỉ có thể trả lời như vậy thôi, tuyệt đối không có ý gì khác đâu mà hơn nữa coi như anh dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết em không có khả năng không thèm anh mà chạy đi vượt vào với cung hút chứ, sao anh không có lòng tin với bản thân như vậy chứ. Chết tiệt, nhất định là vì khi đó tư hạ cứ luôn nói cái gì mà loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, khiêu khích nói cô sẽ bị tiểu thịt tươi giới giải trí câu đi, hoa trăm sắc dần làm mắt người ta mê đắm, chích tiền đường hồ xuân hành bạch cư dị. Dị quảng quảng thầm nhích lại gần, dùng giọng điệu chỉ hai người có thể nghe được mở miệng tư dạ hàng em giải thích qua nhiều lần lắm rồi mà dù là lạc thần hay là cung hút đều chỉ là nghệ sĩ của mình thôi hôm nay đi cứu cậu ấy trên buổi họp báo chẳng qua là chức trách của em lời nói ban nãy của cậu ấy cũng chỉ vì trong mắt cậu ta em là một tên đàn ông không có có bất kỳ ý khác anh uống giấm cũng quá vô lý rồi nha đừng cố tình gây sự được không ồ cố tình gây sự được lắm tư dạ hàng thấp giọng cười một tiếng, mở miệng nói từng chữ từng chữ, giọng nói kia giống như tảng băng rơi vào trong hồ nước lạnh. Khiến cho người ta rét dung cả người. Diệp Quảng ngoãn hận không thể tắt mình một bạc tai, tại sao lại nói bậy rồi, thật là càng loạn càng sai trái. Biết rõ cái tên trước mắt vốn là một kẻ hoàn toàn không thể nói phải trái cùng nhau, giống như đạo lý lúc bạn gái tức giận, tuyệt đối không nên đi nói phải nói trái với cô ấy. Diệp Quảng ngoãn vừa tức vừa gấp lại ảo não, một bụng lửa nóng cực kỳ bực bội kéo cà vạt một sau đó ánh mắt liếc qua bắn thẳng về kẻ cầm đầu cách đó không xa cung hút con mẹ nó cậu lại đây cho tôi hả em sao 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 vậy diệp ca cung hút một mặt vô tội chỉ chỉ chính mình sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhích tới không biết diệp quảng quảng muốn làm cái gì nữa diệp quảng quảng trực tiếp kéo cà vạt ném xuống đất sau đó sẽ bước đi tới mặt trầm như nước, tùy thời sẽ nổ tung trước mặt đại ma đầu. Nhìn rõ cho tôi này. Diệp Quảng quảng nghiêng đầu nói với cung hút một câu, sau đó ngón tay trắng nõn duỗi ra, nắm cổ áo tư dạ hàng một, kéo cổ áo anh thấp xuống rồi dùng sức hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia.